Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình Thanh Hóa, 38 tuổi ha, đang ở chợ Lăng Sen. Mình chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Hôm nay mình đang test một cái em radio CD. Mà CD nó đĩa nó quay mà nó không hát. Mình bán giá 100 ngàn, nguồn lên, đài lên. Giờ mình đang vào đài nha, bắt đài ha. Đài ha. Không có hiện số nên cũng hơi khó. Mở cửa trở lại. Các điều khoản đi kèm trái phiếu này sẽ chuyển trực tiếp sang cho các quốc gia nhận được khoản vay. Ông chú nè, CD ha, đó. Nè, đĩa nó quay nha. Nó quay mà nó không nhận. Đó, nó quay rõ ràng luôn mà sao nó không nhận đĩa. Rồi, bán máy này quý khách 100 ngàn nha. Lưu ý cho mình nha, hàng này điện 100, không kèm dây nguồn nha quý khách. Giá 100 ngàn là không có kèm theo dây nguồn nha. Máy móc này ok hết rồi. Nắp pin, nắp bọng rất là đẹp luôn. Và một điều cam kết là máy nguyên zin, không tháo một con ốc, con vít nào ra hết nha. Đó là điều cam kết nha. Con sao bán vậy, hư bán hư luôn. Rồi khỏi gì chứ, khỏi sửa, khỏi nói năng, khỏi gì hết. Anh em quý khách cô chú nào đó có nhu cầu xài hay về nghiên cứu hay tháo gì ra nó hay làm gì đó thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0939 396 480, qua các trang Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt dùm số điện thoại đó luôn nha. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.